Các bang bị ảnh hưởng nặng nề bởi cơn bão Helene vào cuối tháng 9 và Milton vào đầu tháng 10 đang nỗ lực trở lại cuộc sống bình thường với việc khôi phục điện ở hầu hết các khu vực và tiến hành dọn dẹp đống đổ nát. Tổng thống Joe Biden đã đến thăm các khu vực bị ảnh hưởng ở Florida vào giữa tháng 10, khuyến khích người dân đoàn kết. Không phải với tư cách là người thuộc phe Dân Chủ hay Cộng Hòa, mà với tư cách là người Mỹ, những người Mỹ cần được giúp đỡ và những người Mỹ sẽ giúp ta nếu ta cùng chung cảnh ngộ. Thật khó đi tách biệt ứng phó với cơn bão khỏi các hoạt động chính trị xung quanh. Các nghiên cứu cho thấy rằng, cử tri sẽ khen thưởng đảng của đương kim tổng thống khi chính phủ liên bang làm tốt cứu trợ thiên tai và trừng phạt họ khi chính phủ không làm tốt. Ứng cử viên tổng thống đảng Dân Chủ Kamala Harris đã nêu bật những nỗ lực của chính quyền Biden. Tôi đã nói chuyện với các quan chức cấp tiểu bang, địa phương, cả đảng Cộng Hòa và Dân Chủ, để cho họ biết rằng chúng tôi sẽ luôn sát cánh cùng các bạn trong từng bước phục hồi và tái thiết. Trong khi đó, đối thủ đảng Cộng hòa Donald Trump đã phát tán thông tin sai lệch về phản ứng của chính quyền liên bang, tuyên bố rằng chính quyền đã tránh các khu vực của đảng Cộng hòa và đã sử dụng hết tiền cứu trợ để giúp đỡ những người nhập cư bất hợp pháp. Ngược lại, chính quyền liên bang đã không làm những gì được cho là phải làm, đặc biệt là đối với North Carolina, họ đã để những người dân đó phải khổ sở một cách bất công. Mùa bão Đại Tây Dương đạt đỉnh vào những tháng ngay trước cuộc bầu cử tháng 11. Trong nhiều thập niên, các quan chức đã lập các biện pháp ứng phó thảm họa vào kế hoạch bầu cử của họ. Nhưng giờ đây, họ cũng phải đối phó với thông tin sai lệch. Đó là thách thức lớn nhất mà các quan chức bầu cử đang phải đối mặt ngay lúc này, sau những cơn bão. Vì chúng ta thấy trên mạng xã hội, mọi người đưa ra những tuyên bố hoang đường về khả năng bỏ phiếu của cử tri, tác động của cơn bão đối với cuộc bầu cử, và rằng việc bỏ phiếu sẽ không diễn ra vì điều đó. Cho nên, chúng tôi thực sự khuyến khích cử tri tìm đến các nguồn đáng tin cậy. Ngoài vấn đề chính trị, với một số con đường vẫn không thể tiếp cận, các tòa nhà bị hư hại và mọi người bận rộn gây dựng lại cuộc sống, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu có thể thấp hơn. Thiệt hại do bão cũng có thể ảnh hưởng đến kế hoạch bỏ phiếu qua thư của người dân, vốn là điều cho phép ở một số bang. Hầu như tất cả các bang đều cung cấp một số hình thức bỏ phiếu sớm, ngay cả khi không có rắc rối từ mẹ thiên nhiên. Các quan chức và nhà hoạt động đã khuyến khích mọi người sử dụng lựa chọn đó. Nó giúp bạn có nhiều ngày hơn để bỏ phiếu, thay vì chỉ phụ thuộc vào ngày bầu cử, vì không ai có thể thực sự dự đoán liệu một cơn bão lớn khác có ảnh hưởng đến khu vực của chúng ta, hay một loại khủng hoảng môi trường nào khác có thể làm giảm khả năng bỏ phiếu của chúng ta ở đây, tại Georgia, hay không. Với cuộc đua cực kỳ sít sao ở hai bang bị ảnh hưởng bởi bão là Georgia và North Carolina, các quan chức ở một số quận đã cho phép linh hoạt hơn để mọi người có thể bỏ phiếu.